Xin chào các bạn, sáng nay thì Thân quay cho mọi người xem về cảnh mấy bạn cúng nhà Thân đi bắt chuột nha. Sáng nay thì Thân dẫn ở đồng có hai bạn cúng bá nè, đây là cúng mẹ và cúng con. Và bây giờ buổi sáng thế này thì tụi nó phát hiện chuột ở đây có một cái hang và hai đứa nó đang đào. Giờ Thân sẽ để máy quay cho mọi người xem cái hành trình hai đứa nó tự bắt chuột cho các bạn xem nha. Rồi bạn bá này thì đây là lớn tuổi ở nhà, còn bé đang bơi là con của nó. Bây giờ sẽ quay cận cảnh nha, cho các bạn xem cảnh hai bạn ấy đang đào. Đây là cái hang chuột vừa bích trùng hôm qua và có chuột có chui tới ở đây nè. Bây giờ hai bạn ấy đang bơi. Hai con bươn gì đây, còn một con bươn con tiệm ngách. Cái này rất là con chuột rất là khó chạy. Bạn này đang canh ngách bên đây. Giờ mình sẽ quay đây. Các bạn coi cái cảnh cái canh ngách ha. Bạn này đang bươn. Bạn bươn rất là hay, bạn dùng cái đôi chân của bạn, một tay bạn móc ra luôn đó mọi người. Móng vuốt của nó rất là giỏi luôn, nó bươn. Đây là loài động vật là bươn hang giống như chuột. Nó có thể sử dụng răng của nó cắn. Bạn kia bươn nhiệt tình luôn. Đây cánh đồng quê. Rồi, đang chụp con luôn. Đây cũng mang mấy con rồi nè. Xé nè chục con này. Có không? Con chuột bự, để bắt chuột bự luôn. Đang canh cái em đây. Ừ.
canh hang này đi. Thằng quay cái hang cho mọi người xem. Có chuột ra là bạn này bạn chụp liền. Thế nào chuột bán vậy chạy hơn này thôi. Chân trước của bạn mới móc chụp chụp ra này bạn cành dữ lắm. Anh này có nhắc gì không? Dính này, dính này. Wow, chạy đây. Nó nhảy lột lột này. Đấy con, nhả 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 nhả. Bạn gắn đầu trên chuột rồi các bạn. Hết rồi đó. Thôi giờ mình đi đây. Là có con chuột bầy này, có con chuột chạy bự thôi. Và bây giờ mình đã bắt xong điếm chuột rồi. Rồi thôi bây giờ mình đi nha các bạn ơi. Đi thẳng rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Đi đi đi, mình đi bắt tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video bắt chuột của Tân với bạn cúng nhà Tân các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Nè, đi. Oh, 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 oh.